Hello, xin chào mấy bạn. Hôm nay mình làm clip này, mình sẽ hướng dẫn mấy bạn làm một cái video về kiếm bộ vũ khí là nhanh nhất, là thế nào để kiếm được bộ vũ khí nhanh nhất. Thứ nhất thì là mình có rất nhiều cách để đi để kiếm được bộ vũ khí. Bây giờ mình sẽ không giới thiệu gì về những cách đó, mình sẽ cách về một cách và nhanh nhất có thể, đó là bạn đi tháp võ thần. Sao lại vô tầng 2 ạ? Để mà đi được tháp võ thần, tốt nhất là mấy bạn sẽ đi được tầng 5. Đi nhanh nhất là tầng 5. Bây giờ từ tầng 5 sẽ có là từ tầng 7 sẽ có một vũ khí, một lương vũ khí, và tầng 8 boss 2 sẽ có được lương vũ khí, và sau đó bạn đi qua tới tầng 9 rồi tầng 10 sẽ có một lương vũ khí, và tổng cộng là bạn đi tháp võ thần sẽ được 3 gương. Để mà đi nhanh đó thì mấy bạn nên, tốt nhất là mấy bạn nên cỏ ra một vàng. Một vàng ở tầng 5. Vì sao? Khi bạn đi ở tầng 5 lên tới tầng 8 boss 2, bạn sẽ được 4 sunari đó. Còn mà nếu mà mấy bạn farm với từ tầng 9 tới tầng 10 thì mấy bạn sẽ không tốn vàng, nhưng mà mấy bạn chỉ có được có một vũ khí thôi, không có sunari, tỷ lệ rớt sunari rất là thấp. Cũng có thể là lâu lâu thì đi 2-3 tool thì sẽ được có một xu. Còn cái này thì bạn đi chắc chắn 4 tầng đầu này, đi từ tầng 5 đến tầng 8 bạn sẽ có được 4 sunari. Đó là cái lời của mấy bạn, và được cái nha farm thời gian nó sẽ rút ngắn lại hơn là cái tầng 9 tầng 10. Tại vì sao mình nói là rút ngắn hơn? Đó là tại vì cái tầng 9 tầng 10 khi mà bạn có thoát ra thoát go thì bạn sẽ phải load map. Đối với máy mạnh thì mình không nói gì, còn mà máy mà yếu, cấu hình yếu như mình á, phải nói là load map là cực kỳ rất chậm, phải tới 30 giây mới xong một cái map, nhầm thi thậm chí là tới 40 giây. Mỗi cận ngày lên update nó càng lâu. Đó, mấy bạn chỉ bỏ ra thời gian. Bây giờ là từ mình sẽ làm video luôn phút này, và mấy bạn cứ tính đi là bao nhiêu phút ha. Bây giờ mình đi tầng 5 xong rồi, mình lên tới tầng 6. Tầng 6 mấy bạn quay bỏ ra 40 bạc nữa, vậy thì là một lần mấy bạn đi từ tầng 5 cho tới tầng 11, mấy bạn sẽ bỏ ra là một vàng 40. Mấy bạn cứ bỏ vàng đi, theo mình thấy mình bỏ vàng nó có lợi nhiều hơn là đi cái mà cái miễn phí nha. Lâu lắm. Đó, mấy bạn được một sunari, nhiều khi mấy bạn còn được xu bạc nữa. Nãy mình đi mình lượm được xu bạc đấy. Đó, mấy bạn được một gương vũ khí chiến binh bị khóa nè. Một gương. Tới đây thì mấy bạn chỉ quýnh vậy thôi, đừng nên quýnh, đỡ nợ nắm cổ xong đi rồi hãy quýnh. Chứ rồi mấy bạn vô quýnh liền nó cũng bị như không mà. Mình lóc cũng không được đó, mấy bạn được một xu nữa. Đi đến tầng 8 này thì bạn đi tới boss 2 xong rồi bạn ao ra. Như vậy đi, đừng có nên đánh thêm bóp 3 cho mất thời gian, bóp 3 đâu có rưu vũ khí đâu. Nó chỉ gắt ra outfit thôi, đừng nên đánh làm gì. Chừng nào mấy bạn làm nhiệm vụ xong đi thì mấy bạn sẽ là
đi xong con boss 3 này. Hiện tại mình như gì mình còn chưa giáp giùm đâu. Tại vì mình mới có sao băng 3 à. Mình quýt nó gì xong thì mình lại đây mình dồn thôi. Vậy thì mấy bạn dồn luôn. Đó, xong mấy bạn đi Auga. Giờ mình Auga xong thì mình sẽ đi đến tầng tầng 2. Đấy, đi đến tầng 9 và tầng 10. Mấy bạn đánh xong là mấy bạn sẽ có được 3 đôi vũ khí. Do là tùy theo mấy máy của các bạn thôi. Nếu mà máy các bạn nhanh thì mấy bạn sẽ farm nhanh. Còn nếu mấy bạn nào gồ thì sẽ đi lên tầng 15, đi đeo tháp xong sẽ được 4 gương. Hiện tại thì mình đeo tầng 15 thì bị sập mặt. Bị lao sàn cũng hơi bộn mà. Hiện tại chưa qua được tầng 15 nữa, mình gà dữ lắm mấy bạn ơi. Đi, đi tầng 9. Theo mình suy đoán như vậy thì nếu mà nói với máy cấu hình của mình đó thì bây giờ sẽ đi là được 10 phút với bạn sẽ farm được 3 gương. Như còn như vậy là vậy là nhanh rồi. 10 phút farm được 3 gương. Còn mà nếu mà mấy bạn farm được tầng 9 tầng 10 và theo máy của mình đó, thì là 4 phút sẽ được một gương. Như vậy là nếu mà farm được 3 gương phải tốn 12 phút, vì mấy bạn sẽ chảy được 2 phút. Như vậy là theo mình với mấy bạn là tốn vàng, mấy bạn vừa được lợi về thời gian, rút ngắn được thêm được một phần 2 gì 1 phần 5 thời gian. Mà là còn được có Sunari nữa, rất tiện đúng không? Mà không được ta. Đi tới tầng này mấy bạn khỏi né. Mấy bạn cứ đi gần tới quýnh cái cục thùng này thôi. Rồi được rồi. Đó.
xong. Đó, vậy là mình được 10 phút, mới được 3 gương. Và bây giờ mình sẽ nếm được bao nhiêu bột vũ khí nha. Sáu. Năm. 11. Vậy là mình được 17 bọc vũ khí. Đó chưa? Đó. Như vậy là được 10 phút mấy bạn sẽ được 17 bọc vũ khí. Bình quân lại được 15 bọc. Và bây giờ mình sẽ đổi. Đây mình đổi nguy hiểm. Như vậy là mấy bạn sẽ farm 10 phút mấy bạn được 15 bột, 20 phút 30 bột, nhân 3 lên. Vậy là mấy bạn farm cả tiếng sẽ được farm hơn một tiếng 10 phút, mấy bạn sẽ được 100 bột vũ khí. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và thấy video hay thì mấy bạn phải like và nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Và để thêm những video khác. Cảm ơn các bạn.